dàn cầu thủ tăng giá mạnh nhất sau mùa 2022-2023. Erling Haaland được Transfermarkt định giá ngang với Kylian Mbappe, 180 triệu euro. Alexis Max Allister, Liverpool, 42 triệu euro lên 65 triệu euro. Max Allister là cầu thủ tăng giá mạnh nhất thế giới sau mùa giải 2022-2023. Liverpool đã nhanh tay sở hữu nhà đương kim vô địch World Cup thông qua điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá chưa đến 40 triệu euro. Tại Anfield, Max Allister được trao chiếc áo số 10 kèm lời hứa đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch của huấn luyện viên Jurgen Klopp. Moises Caicedo, Brighton, 55 triệu euro lên 75 triệu euro. Đối tác của Max Allister tại Brighton mùa trước, Caicedo cũng có mùa giải thăng hoa và đứng trong hàng ngũ tiền vệ trung tâm hàng đầu Premier League. Báo chí Anh cho biết Manchester đang để mắt đến Caicedo và sẵn sàng chi khoản tiền lớn để đưa anh đến Old Trafford. Alexandre Isak, Newcastle, 50 triệu euro lên 70 triệu euro. Isak vừa có màn thể hiện tốt, 10 bàn, 1 kiến tạo để giúp Newcastle giành vé dự Champions League đầu tiên sau 20 năm. Anh được coi là nhân tố quan trọng trong kế hoạch của đội chủ sân St James Park mùa giải tới. Ivan Ferguson, Brighton, 10 triệu euro lên 20 triệu euro. Tiền đạo 18 tuổi tiến bộ vượt bậc ở mùa giải 2022-2023 với 19 lần ra sân tại Premier League, ghi 6 bàn, kiến tạo 2 lần. David Estupian, Brighton, 19 triệu euro lên 32 triệu euro. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Roberto Di Gioia, Brighton trở thành đội bóng đáng xem bậc nhất tại ngoại hạng Anh. Dàn cầu thủ dưới trướng huấn luyện viên người Italy cũng tăng giá mạnh mẽ và Estupian là một trong số đó. Hậu vệ trái người Ecuador vừa có mùa giải thành công với 35 lần ra sân, ghi 1 bàn và kiến tạo 5 lần. Michael Olise, Crystal Palace, 27 triệu euro lên 38 triệu euro. Màn trình diễn thăng hoa của cầu thủ trẻ người Pháp, 2 bàn 11 kiến tạo giúp đại bàng xanh hoàn thành mục tiêu trụ hạng tại Premier League mùa giải vừa qua. Julio Enquistro, Brighton, 11 triệu euro lên 22 triệu euro. Cầu thủ sinh năm 2004, ra sân 20 lần tại Premier League mùa vừa qua, ghi 4 bàn và góp 2 pha kiến tạo. 2 trong số 4 bàn thắng của sao trẻ người Paraguay được anh ghi vào lưới Man City Arsenal. Erling Haaland, Man City, 170 triệu euro lên 180 triệu euro. Sau khi tăng 10 triệu euro, Haaland trở thành cầu thủ được định giá cao nhất thế giới, ngang với Kylian Mbappe của PSG. Năm thương vụ đáng chú ý tuần qua, cú sốc Neves, Bayern đón xa bự. Cùng điểm lại một số thương vụ đáng chú ý đã chính thức được hoàn tất trong tuần vừa qua. Justin Kluivert, Bournemouth, một giải vừa qua, Kluivert khoác áo Valencia theo dạng cho mượn, ghi được 6 bàn và đóng góp một pha kiến tạo sau 26 lần ra sân tại La Liga. Tuy không thể thuyết phục được huấn luyện viên Jose Mourinho, nhưng những màn trình diễn của Justin đã giúp anh lọt vào tầm ngắm của Bournemouth. Chân sút người Hà Lan đã chính thức chia tay AS Roma thông qua một thương vụ có trị giá khoảng 11 triệu euro trước khi trở thành tân binh đầu tiên của Bournemouth dưới triều đại huấn luyện viên Andoni Iraola. Sau Florins Radusius, Christian Fosen và Stefan Jovetic, Kluivert là cầu thủ tiếp theo có cơ hội thi đấu ở cả 5 giải đấu lớn nhất châu Âu. Ruben Neves, Al Hilal luôn được liên kết với những câu lạc bộ lớn nhất châu Âu như Manchester United hay Barcelona. Ít ai ngờ rằng bến đỗ tiếp theo của Neves sau khi rời khỏi Wolves tại Al Hilal. Tương tự những ngôi sao hàng đầu như Khalido Koulibaly hay Hakim Ziyech, có vẻ như Neves cũng không thể cưỡng lại mức đãi ngộ khổng lồ đến từ Ả Rập Saudi. Đáng chú ý, sự ra đi của Neves giúp Wolves thu về đến 15 triệu euro, xác lập thương vụ bán cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ. Dara Osiris, Burnley. Tuy đã hủy diệt Championship trong mùa giải vừa qua, hiển nhiên, huấn luyện viên Vincent Kompany vẫn cần thêm nhiều tân binh để sẵn sàng cạnh tranh tại Premier League. Sau hai bản hợp đồng chất lượng mang tên Michael Obafemi và Jordan Bayer, tân binh tiếp theo của Burnley là Osia, trung vệ chủ chốt của West Brom. Với 28 lần ra sân tại Premier League trong mùa giải 2020-2021, dự kiến kinh nghiệm trận mạc của Osia sẽ rất có giá trị đối với Burnley. Rafael Guerreiro, Bayern Munich. Không chỉ Jude Bellingham, Borussia Dortmund còn mất đi một cầu thủ đặc biệt quan trọng trong mùa hè năm nay là trường hợp của Guerreiro, hậu vệ cánh xuất sắc bậc nhất châu Âu trong mùa giải vừa qua. Sau 36 lần ra sân trên mọi đấu trường, ngôi sao người Bồ Đào Nha đóng góp 6 bàn thắng và 14 pha kiến tạo.
và hiển nhiên anh đã góp công lớn giúp Dortmund cạnh tranh chức vô địch Bundesliga đến tận vòng đấu cuối cùng. Rốt cuộc, Guerrero lại chuyển sang đầu quân cho Bayern Munich, đại kình địch của Dortmund. Dù mất đi sự phục vụ của một nhân tố chủ chốt, câu lạc bộ vùng Ruhr lại không thể thu về được bất kỳ đồng nào từ thương vụ này do Guerrero chuyển đến Bayern dưới dạng cầu thủ tự do. Edin Dzeko, Fenerbahce. Trận chung kết Champions League cũng là lần cuối cùng Dzeko khoác áo Inter Milan, khép lại một chương quan trọng trong sự nghiệp của mình, không tiếp tục gia hạn hợp đồng với câu lạc bộ thành Milan. Bắt đầu từ mùa giải năm sau, Dzeko sẽ thi đấu với màu áo Fenerbahce tại giải vô địch quốc gia Thổ Nhĩ Kỳ. Là một bản hợp đồng miễn phí của Inter, có thể nói những đóng góp mà Dzeko mang đến chẳng khác nào một chữ ký đắt giá. Mùa giải vừa qua, chân sút người Bosnia trực tiếp góp dấu giày vào tổng cộng 18 bàn thắng của Inter trên mọi đấu trường. Rice sẽ cập bến Arsenal. Cựu huấn luyện viên Harry Redknapp đưa ra bình luận xoay quanh thương vụ Declan Rice, tương lai truyền thủ tam sư, trở thành dấu hỏi lớn hè này. Arsenal và Man City tạo nên cuộc đua sóng mã kịch tính ở mùa giải 2022-2023. Giờ đây, hai ông lớn xứ sương mù đang tái lập kịch bản đó trên thị trường chuyển nhượng. Cả Arsenal và Man City đang theo đuổi sát sao Declan Rice. Pháo thủ chuẩn bị gửi lời đề nghị thứ ba đến West Ham United. Về phía Man City, đội chủ sân Etihad sẵn sàng duyệt chi 80 triệu bảng Anh kèm theo 10 triệu bảng phụ phí để đổi lấy chữ ký của tuyển thủ tam sư. Chia sẻ với Carres và Hurst, cựu huấn luyện viên Harry Redknapp phân tích về thương vụ Rice. West Ham là câu lạc bộ lớn với 65.000 cổ động viên trên khán đài. Tôi có thể nhìn thấy tương lai của Rice ở đội bóng này. Nếu West Ham đồng ý chi mức lương 250.000 một bảng một tuần, bổ sung 3-4 bản hợp đồng lớn, Rice sẽ đồng ý ở lại. The Hammers đoạt vé dự cúp châu Âu, cậu ấy có danh hiệu đầu tiên cùng đội bóng ở mùa giải năm ngoái. Tôi thực sự muốn chứng kiến West Ham nỗ lực giữ cậu ấy ở lại. Trên thực tế, khả năng Rice sẽ cập bến Arsenal, pháo thủ là một trong những đối thủ nặng ký với Man City mùa tới. Arsenal là đội bóng trẻ, thú vị, thế nhưng tôi đoán cậu ấy cũng mong muốn có cuộc nói chuyện với Man City. Ngôi sao Andres để lại cho Pep bài toán lớn ở hàng tiền vệ. Dù Manchester City đang giá giết mua tiền vệ trung tâm, nhưng Pep Guardiola vẫn sẽ rất lo lắng trong cách vận hành chiến thuật của mình vào mùa giải tới. Giờ đây thật dễ hiểu tại sao Pep Guardiola lại khăng khăng yêu cầu Manchester City phải xúc tiến thương vụ Ilkay Gundogan, ngay cả khi chấn thương xương bánh trẻ nghiêm trọng có thể thuyết phục cựu thuyền trưởng Barcelona tìm kiếm cầu thủ khác. Trong vòng 7 năm qua, không cầu thủ nào của Pep ở Man City thể hiện được trọn vẹn những lý tưởng chơi bóng hợp lý nhà cầm quân Tây Ban Nha như Gundogan. Không cầu thủ nào hòa hợp, đồng bộ với tầm nhìn của Pep về cách ông ấy muốn trận đấu diễn ra như thế nào giống Gundogan. Theo góc nhìn đó, dễ hiểu khi biết tại sao Gundogan lại trở thành bản hợp đồng đầu tiên của Pep tại Man City. Gundogan từng khóc nức nở trên vai Pep vào ngày anh bị đứt dây chằng chéo trước ở đầu gối phải vào tháng 12 năm 2016. Khi đó, sự nghiệp ở Man City của anh lúc đó mới chỉ được 6 tháng. Nhưng chính Pep mới là người cần dựa dẫm vào cựu sao Borussia Dortmund để triển khai ý tưởng chơi bóng tại Man City. Nhà cầm quân Tây Ban Nha tin chắc rằng Man City sẽ không thể giành chức vô địch Premier League 2018-2019 và 2020-2021 nếu không có Gundogan, người đã thực hiện hai vai trò hoàn toàn khác nhau để giúp đội bóng tiến về đích. Trong trận đầu tiên của những mùa giải đó, Gundogan đã lấp đầy khoảng trống lớn do Fernandinho, người từng thường xuyên gặp vấn đề thể lực ở giai đoạn cuối tại Man City, để lại. Anh trở nên rất xuất sắc trong vai trò trụ cột ở hàng tiền vệ khi Man City thắng 14 trận gần nhất ở giải vô địch quốc gia để vượt qua Liverpool một điểm vào vòng đấu cuối cùng. Hai mùa giải sau, chính Gundogan là người đảm bảo quá trình chuyển đổi sang hệ thống số 9 ảo diễn ra hiệu quả. Trong trường hợp Man City thiếu tiền đạo, Gundogan kết thúc với tư cách là cầu thủ ghi bàn hàng đầu của câu lạc bộ với 17 bàn thắng. Ngôi sao người Đức xuất sắc trong việc xâm nhập vòng cấm dù xuất thân là tiền vệ trung tâm. Chính anh chứ không ai khác tận dụng tốt vào khoảng trống do số 9 ảo để lại nhằm giúp hệ thống của Man City diễn ra suôn sẻ. Tương tự mùa trước với tư cách là một trong hai số 8 ở sơ đồ 3-2-4-1, cầu thủ sinh năm 1990 ghi những bàn thắng then chốt vào những thời điểm quan trọng, đặc biệt là hai cú vô lê đánh bại Manchester United tại chung kết FA Cup. Những điều vừa nêu ở Gundogan làm nổi bật vai trò của anh tại Etihad.
Song Gundogan vẫn bị coi là một cầu thủ không được công nhận đúng khả năng của mình. Anh không phải gương mặt thích chơi trội như Jesse Greenwood hay tạo ra sự bùng nổ lớn như Erling Haaland. Điều đó vô tình làm giảm sức hút của cầu thủ người Đức và rồi khiến anh bị lu mờ trong số dàn sao đẳng cấp tại Etihad. Gundogan đã đi và chính thức đến Barcelona. Anh để lại khoảng trống lớn trong việc giúp Man City vận hành trơn tru hệ thống của mình. Dù câu lạc bộ có đón các tân binh chất lượng khác như Mateo Kovacic hay Declan Rice. Manchester United chốt mức lương khủng cho Andre Onana. Theo Gazzetta dello Sport, Manchester United được cho là sẵn sàng tăng hơn gấp đôi mức lương hiện tại của Andre Onana một khi tuyển thủ người Cameroon cập bến Old Trafford. Hợp đồng của David De Gea tại Old Trafford sẽ hết hạn vào cuối tháng 6 và chưa có dấu hiệu gì cho thấy anh sẽ tiếp tục gắn bó với Manchester United. Cầu thủ người Tây Ban Nha hoàn toàn có khả năng rời đi dưới dạng tự do. Chính vì thế, Manchester United xem xét Andre Onana là mục tiêu thay thế hàng đầu. Inter Milan hiện kỳ vọng nhận lời đề nghị 50 triệu euro từ Manchester United trong tuần này và một thỏa thuận sẽ nhanh chóng được thông qua. Tương đón Onana với giá miễn phí, do đó Inter Milan tin rằng việc thu về 50 triệu euro là một vụ làm ăn có lãi to. Chưa kể đại diện Serie A cũng cần tiền để cân bằng tài chính cũng như tìm cách chiêu mộ Andre Onana. Theo nhiều nguồn tin, thương vụ Onana có thể hoàn tất trong tuần này. Gazzetta dello Sport xác nhận Onana hiện kiếm được 3 triệu euro mỗi mùa và Manchester United sẵn sàng tăng hơn gấp đôi thu thập khi anh chuyển sang Old Trafford chơi bóng. Manchester United cũng đang trong quá trình bán Dean Henderson. Nếu Nottingham Forest ký hợp đồng với Henderson, Quỷ Đỏ tin tưởng sẽ thu lại một nửa số tiền phải bỏ ra để chiêu mộ Onana. PSG hạ giá bán Mbappe. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 sẵn sàng bán Mbappe với giá 200 triệu euro thay vì 250 triệu euro như trước. Theo AS, khách hàng Mbappe có thời hạn đến 31 tháng 7 để kích hoạt điều khoản thay đổi thời hạn hợp đồng hiện tại với PSG 2024 thành 2025. Tuy nhiên, cầu thủ người Pháp tuyên bố sẽ không làm điều này. Ninja Rùa hạ quyết tâm rời Paris dưới dạng tự do sau mùa giải 2023-2024 để thực hiện giấc mơ khoác áo Real Madrid. Trong khi đó, PSG lại tỏ ra sốt sắng. Nhà đương kim vô địch Ligue 1 đã thông báo đến bà Fajra Ramari, mẹ và cũng là người đại diện của Kylian Mbappe, về kế hoạch của câu lạc bộ. Mbappe buộc phải đưa ra quyết định trong vài tuần tới. Nếu tiền đạo này vẫn kiên quyết từ chối ký vào hợp đồng mới, PSG sẽ ngay lập tức đưa anh lên thị trường chuyển nhượng. Trước đó, truyền thông Pháp đưa tin PSG sẵn sàng bán Mbappe cho Rennes với giá 250 triệu euro. Nếu tính cả các điều khoản phụ, tổng giá trị hợp đồng của cầu thủ sinh năm 1998 lên đến 300 triệu euro, con số chưa từng xuất hiện trong lịch sử chuyển nhượng bóng đá. Mbappe gia nhập PSG dưới dạng cho mượn từ AS Monaco vào năm 2017 trước khi trở thành cầu thủ tuổi teen đắt giá nhất thế giới. Đội chủ sân Parc des Princes bỏ ra 145 triệu euro kèm 35 triệu euro phụ phí để mua đứt Mbappe một năm sau đó. Trước khi rời PSG, Lionel Messi được cho cũng đã dặn dò Mbappe về việc tìm kiếm bến đỗ mới. Tôi thích cậu đến Barca hơn, nhưng nếu cậu muốn đến Madrid, hãy làm điều đó. Cậu xứng đáng được thi đấu trong một tập thể chiến thắng thực sự.